Xin chào các bạn nhỏ, mình sẽ giới thiệu cho các bạn nhỏ một cây đua thần của mình. Đua thần này có thể biến ra tất cả mọi thứ các bạn nhỏ. Các bạn xem mình biểu diễn này. Ai ôi mà. Wow, các bạn thấy chưa? Đây là một con quỷ đầu loa có cánh nha các bạn nhỏ. Đấy. Wow, to thế nhỉ. Quay lưng ra cho các bạn xem đi. Đúng rồi. Đấy, đẹp chưa các bạn? Mình không thích con này. Mình sẽ biến ra một con quỷ đầu loa khác các bạn nhỏ. Wow. Các bạn nhỏ thấy chưa? Con này là quỷ đầu loa băng. Con này có thể dập được nửa các bạn nhỏ. Đấy, đẹp chưa? Wow. Tí nữa mình sẽ đi dẫn nó đi dập lửa cho các bạn nhỏ xem. Đi. Đi theo mình đi. Cho tớ một miếng hay thôi. Các bạn nhỏ ơi, bim bim này ngon lắm. Nhìn cho các bạn xem nhá. Bim bim này như là lay lay gì các bạn ạ. Vị thăn bò nướng đấy các bạn ơi. Ngon chưa? Mình ăn một miếng cho các bạn xem nhá. Các ngươi hãy chờ đấy. Ta sẽ tiêu diệt các ngươi sau. Ha ha, quái vật của ta đã xuất hiện rồi. Ngươi hãy đi tiêu diệt tên gấu và bông cùng ta. Mau đi thôi. Tớ sẽ ra tư diện nó cho cậu. Cậu cứ chờ đây. Oh no. Cậu ra đi, cẩn thận nhá. Ui, ai hốt đi mà. Người dám ăn bim bim của bông à? Hả? Mày làm gì? À, anh còn bị bắn ta. Ui, nó cắn. Ha ha, ngươi không làm gì ta đâu. Ui. Làm gì nào? Oh no. Ui. Các bạn ơi. Bạn gấu đang chiến đấu với con bóng ma kìa các bạn ơi. Ui. Ui, bạn gấu gọi con gì đến đi kìa? Hình như là con quỷ đầu loa hay sao với các bạn ạ? Được lắm. Tôi sẽ gọi quỷ đầu loa đến. Gọi đến cứu tớ, tên kia dám đi ăn thịt tớ. Ai hôn mà. Ôi, làm sao không?
Đấy cậu không sao à? Đấy tớ đã bảo rồi, con quỷ đầu loa của tớ khỏe mạnh lắm, có thể tiêu diệt tất cả các con vật luôn bạn. Các bạn giỏi không? Con quỷ đầu loa của bạn gấu giỏi thật đấy các bạn ơi, nó chiến thắng cả con bóng ma rồi đấy. Thôi tớ muộn rồi, tớ phải đi về đây. Thế à? Thì tạm biệt bạn quỷ đầu loa nhá. Bye bye bạn quỷ đầu loa nhá. Tớ về đây. Tớ bạn Đông về đây.